Chào con nghe, hôm nay giới thiệu bà con cái sườn sới nè. Xin bìa luôn bà con, xin bìa luôn. KU82, xin bìa với 1,9 triệu bà con ơi. Đây, KU Kubota KU82 với 1,9 triệu bà con, lưỡi bỏng thì khỏi chê à. Xin bìa luôn mới ghê. Lưỡi hoành bành không bà con ơi. Lưỡi nào cho về xài thiên thu luôn rồi, quá trời bự lưỡi luôn. Con lưỡi tới tiền luôn nè. Lưỡi còn rất bự bà con ơi. Đây, lưỡi còn rất là bự. Đây, lưỡi còn rất bự nha. Lưỡi rất bự nha bà con. Quá kha trời cặp lưỡi luôn. Con về sới là vô địch luôn. Sới nó tới 8 tấc nha bà con. Sới 8 tấc 18 lưỡi nha bà con. 8 tấc 18 lưỡi luôn, xin bìa luôn. Số nó đây. Sườn này khá đẹp nè, KU82, xin bìa luôn. Đẹp cực kỳ bà con ơi. Đồ đùi bỏng rồi xài chung hết cái K700 rồi bà con. Đùi bỏng xài chung hết cái K700 rồi bà con. Với 1,9 triệu vàng thôi. Thùng sới gần 8 tắc luôn. 18 lưỡi sới luôn, lưỡi sới bành bành không, xin bìa đó. Chỉ có 1,9 triệu thôi bà con ơi. Alo. Ba 2 triệu. Dạ. Dạ. Rất im mà con ơi. Thùng này còn khá đẹp nè. Lưỡi bỏng như vậy là không phải ít xài nè. Hóc bá con này còn khá đẹp luôn nè. Trắng ít xài nè, bảy màu luôn mà con. Nhưng mà ít xài, hóc bá con nè. Còn bảy màu luôn nè. Rất đẹp. Alo. À, thẳng là 8,8 con kéo là 10,5 triệu. Đúng rồi, đóng góp công sức tay Nhật. Dạ. Đây đang tỉnh luôn anh, nào lên đem cho địa chỉ cho. Sườn này sườn lớn nha, à. Máy xài khoảng 8 ngựa cho lên nha, động cơ dầu khoảng 8 ngựa cho lên, kéo mới nổi. Đây sườn này sườn lớn, chỉ có 1,9 triệu thôi, xin bìa luôn. Sườn lớn xin bìa có 1,9 triệu rồi con ơi. Quá đã luôn, chỉ có 1,9 triệu. Alo. Dạ đúng rồi. Xài cái khu ta. Nó muốn xài như xài à. Nó nhẹ máy. Dạ. Không. Nặng quá, con xé khoảng 20-30 ngựa cho lên. Dạ. Không anh còn ép không? Có. Không. F7. Dạ. Không có đầu không á. Dạ. Không anh, nó dòng nó nghỉ rồi ghẻ quá, không có lời biến. Dạ. Không luôn, nó giọng nó có bán mà em chỉ là Kubota. Đây, với 1,9 triệu vàng rồi bà con. Lưỡi bỏng thì quá bự. Quá bự, 18 lưỡi luôn, mũi bành bành không, về bà con xài luôn. Lưỡi này chưa xài nhiều bà, dàn sới chưa xài, nước sơn còn nguyên nè. Xài nhiều nước sơn lưỡi này mắc chân nè. Quá đẹp bà con ơi, gom gom bên Nhật luôn nè. Bà con về sới đất mini là ok luôn, nhà nào có vài chục công là bình thường. 18 lưỡi bề ngang 8 tắc luôn. Xin bìa luôn mới ghê. Kubota 1,9 triệu.
Bà con nào có nhu cầu alo 0886357 7.